Ở đây quá trời mát luôn nè. Vùng quê. Ở đây nguyên một đám sari nữa nè. Chạy qua đường này ha. À, đây là con kênh nè. Hai bên nó nước cạn chưa đáy rồi. Coi như từ mé bờ nó đã cạn xuống tới đây rồi, còn một chút xíu nữa. Bên đây cũng vậy. Vùng quê yên ả quá ha. Nhà cửa đồ sống bình thường, người dân không cần phải bon chen sống. Xin chào anh chị và cô chú, hiện tại em có mặt tại đường đường ấp Ông Dòng, xã Tân Đông của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. À, khu vực này hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị mình một con đường nông thôn của huyện Gò Công Đông nha. À, hôm nay có chuyến đi công việc ngay chỗ này, em sẽ chia sẻ trên con đường em đi về á, em chia sẻ cho anh chị mình cùng xem luôn. Ở đây cây vú sữa hay gì ta? Đúng rồi, cây vú sữa bự quá trời, bự luôn. Ở đây là nguyên một cái vườn seri đi trái quá trời luôn nè anh chị. Trái này nhỏ nhỏ không à, không có trái bự. À, chứ một vườn trái cây quá trời luôn. Nguyên một vườn bự luôn á. Bên đây nữa nè. Tiếp bây giờ mình sẽ chạy vô những con đường nông thôn chia sẻ tiếp. Bữa nay em đi công việc về rồi nên có thời gian rảnh là mình chia sẻ cái kênh khám phá vùng quê cho anh chị coi. Đường xá nông thôn. Ở đây có tiệm sửa xe nữa nè. Mình sẽ đi vô con đường nông thôn này đi. Mình sẽ đi theo men theo con đường này. Mình xem người dân ở nơi đây người ta sinh sống như thế nào nha. Ở bên kia cũng có một con đường nữa kìa. À, ở đây quá trời mát luôn nè. Vùng quê. À, ở đây nguyên một đám sari nữa nè. Khu vực ở dưới Tân Đông này người ta trồng sari nhiều lắm. Trồng sari với trồng hoa màu đâu đó. Ở đây nè, ngọn gió từ bên sông thổi qua hắt vô ngay nhà luôn, mát rười rượi luôn á. Ở đây trời ơi, sống ở đây yên tĩnh quá trời luôn. Ở dưới quê thì yên tĩnh rồi nhưng mà khó kiếm tiền. À, đi cắt cỏ cho bò cho dê ăn nè. Có chiếc xe lôi về. Mấy bữa nay nước sông ở khu vực tỉnh Tiền Giang nó giật cũng rất là sâu nha. Đó, bây giờ chắc chừng vài bữa nữa là nó sẽ cạn thôi à. Em nghe nói đâu ở dưới Cà Mau bây giờ là hạn hán là không còn nước nữa rồi. Bây giờ ở dưới Tiền Giang mình cũng giống như bây giờ chuẩn bị còn chừng nửa mét nước nữa. Nửa mét hơn nửa mét nữa là đã cạn rồi. Anh chị thấy không nè. Nước ở đây là nó chuẩn bị cạn rồi. Chắc em nghĩ là chắc cũng cỡ người ta bơm hay là người ta tưới cây trồng chừng cỡ một tuần nữa là nó cũng sẽ cạn thôi. Nhớ nhiều năm về trước á, một đợt hạn hán kinh khủng luôn. Không còn nguyên nước nào dưới sông, dưới đìa đồ, người dân phải đi xin nước để
để sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Còn ở dưới sông dưới đè rồi là không còn miếng nước nào để cá sống luôn á. Năm nay coi bộ coi chừng cái tình hình nó sẽ lặp lại đó. Mình sẽ chạy qua đường này ha. À, đây là con kênh nè, hai bên nó nước cạn chưa đáy rồi, coi như từ mé bờ nó đã cạn xuống tới đây rồi, còn một chút xíu nữa. Bên đây cũng vậy, người dân thì người ta đưa mấy ống bơm xuống đó anh chị, người ta bơm nước lên trên để người ta tưới cây nè, chẳng hạn như mấy cái ống bơm này nè. Qua bên đây tham quan tiếp. Ở đây ngay chỗ mấy kênh người ta trồng dừa nè, để tận dụng thêm, kiếm thêm thu nhập. Bây giờ người ta trồng dừa thấp thấp như thế này nè, có trái rồi. Ở đây cây xài mấy đường nè, trái quá trời luôn. Cây xài này mà có mắm ruốc ha. Mắm ruốc chấm vô một cái là thôi chảy nước miếng luôn. À, cầu qua kênh, cầu này cầu xe 3 tấn rưỡi. Mấy con kênh nhỏ này cũng sắp cạn nước rồi. Người ta chặn mấy tấm lưới đó lại để người ta nuôi ốc, nuôi nuôi cá đồ trong chõng để người ta ăn hàng ngày đó. Giờ nước nó đã cạn rồi, mình chắc cũng không có nuôi được. Ở đây là một cái vùng nông thôn của huyện Gò Công Đông. Đây thì mình lên trên thành phố á, 50 mấy cây á. Vùng quê yên ả quá ha, nhà cửa đồ sống bình thường, người dân không cần phải bon chen sống bình thường. Thơm lá quế quá trời luôn. Bà cụ đang sắp lá quế chuẩn bị đi bán, thơm quá trời thơm. Ở đây là một cái vườn thanh long nè. Vườn thanh long này thì trái chưa có chín, còn màu xanh nha, còn nhỏ. Đường này đường đan chắc cả bề ngang chắc gần 4 mét á. Nông thôn giờ làm đường đan nào nấy sạch sẽ, chạy thoải mái. Người dân bây giờ đâu có còn lỗi sình lỗi bùn như ngày xưa nữa. Bông này bông gì vậy ta, quá trời đẹp luôn. Để coi thử coi, anh chị nào biết bông gì bình luận dưới giúp em nha. Cây này là em không biết hết ạ. Trời ơi, gió kìa, gió mát rười rượi luôn à. Tiếp tục ở bên kia là đồng trống, hàng chi gió quá trời gió luôn. Phía sau là đồng đồng lúa phía sau đó. Em là phái ở phía sau mình là đồng lúa, mình mở cửa phía sau á là nó mát lên tới nhà luôn, mát hết nhà, khỏi bật máy lạnh luôn á.
Ở đây có mấy ông chú đi câu cá nè, cần thủ đi vô đây câu cá. Ở đây nữa nè, có mấy người đi câu cá vô đây không á. Trong đây cá nhiều lắm, cá rô. Để lại hỏi thăm ông chú này, ông câu được cá chưa? Đi anh chị ơi, ở đây là người ta nuôi cái gì trong chậm quá. Đường thì giờ vô chỗ này thì vô muốn vô đường cùng rồi, mình sẽ quẹo qua bên đây nha, đi men theo đường này đi. Hai bên là bóng dừa, bên kia cũng có dừa, bên đây cũng có dừa, có con kênh nho nhỏ nằm dưới đây nè, mát rười rượi luôn ha. Vô đây là vô khu dân cư cũng hơi đông đông chút rồi đó. Ban ngày nhà cửa người ta đóng cửa, ta đi làm hết à. Đường bên kia có vẻ đẹp ha. Mấy cái mé bờ kênh này người ta trồng dừa đó, nó sẽ tránh cái chuyện mà sạt lở đó. Cái rễ dừa nó giữ đất dữ lắm. Ở đây có cây me quá trời bự luôn nè. Cây me này chắc mấy chục năm rồi. Ồ, cây me lão làng luôn à. Mình sẽ đi qua bên kia. Ơi ơi cái cầu. Ơi ơi. Ơi ơi. Bên đây nhà bên đây ai cũng khá giả quá ha. Bên kia nhà thì hơi khó khăn chút. Bên đây cổng cao tường kính hết ráo nè. Cô đi gánh nước để dành về xài. Vùng này giống cái vùng mà Đồng Tháp đâu á, còn mé sông nè, người ta sống cặp mé sông rất là nhiều. Phía trước là tới đường nhựa rồi, mình sẽ men theo đường nhựa đó chạy lên trên đây, chẳng trên đường mình về á. À.
Ra tới đây là sắp tới chợ lớn rồi, chợ Bình An á, ngay ngã tư Bình An á anh chị. Ngã tư này cũng đông đúc lắm, chợ thì người ta bán từ sáng tới chiều luôn. Chợ này là chợ lớn. Ở đây là trường trường tiểu học Nguyễn Thị Tư. Bên đây là trường mầm non Bình An nè. Hướng này thì chạy về thành phố Hồ Chí Minh luôn, chạy lên thị xã Gò Công, chạy đi Long An, lên Mỹ Tho, rồi đi đâu cũng được hết á. Thả diều, diều bị dướng cây à hả? Diều bị dướng cây luôn hả? Dướng ở đâu vậy hả? Thầy có ai đi lấy cho con chưa? Trời ơi, chắc dướng trong mấy cái bụi tre hả? Dướng bụi tre hay dướng đâu ạ? Trời ơi, rồi chắc mắc luôn rồi, dính cho bụi tre đâu lấy được đâu. Rồi tiếp tục. Ở đây cầu này cầu gì đây? Cầu này không có để tên nên cũng không biết cầu kêu cầu gì hết á. Tới phía trước là chợ Bình An, là tới ngã tư đó đó, ngã tư chợ Bình An. Rồi quẹo bên tay phải thì lên thị xã Gò Công, còn đi thẳng luôn á thì lên thị trấn Tân Hòa, còn quẹo bên tay trái á thì là xuống chợ Tân Điền. Còn cái hướng đi ngược trở lại phía sau của em á là xuống Tân Phước, xuống khu công nghiệp Gia Thuận đâu đó. Đây là chợ Bình An nè, chợ này người ta bán nguyên ngày luôn á. Bây giờ em sẽ chạy xuống chợ Tân Điền quay cho anh chị coi cái. Ở đây cũng gần chợ Tân Điền nè. Ở đây là vô làng đường đường tỉnh lộ 871C rồi nha. Ở bên đây là khu hành chánh, ủy ban xã, trạm y tế, rồi cơ quan nhà nước, rồi vòng vòng khu vực đây nhiều lắm. Hội đồng nhân dân xã Bình An. Đảng ủy xã Bình An nằm đây luôn. Đường xá, đường này thì nhiều năm mà chưa sửa chữa lại, nó còn nó hơi xấu một chút, chắc thời gian gần đây người ta cũng làm thôi.
cuối con đường tỉnh lộ này thì anh chị chạy tới đê biển Tân Thạnh luôn nha. Cuối con đường này là ra đê luôn á. Con đường tỉnh lộ này người ta đi tới lui rất là náo nhiệt, rất là đông, nhưng mà hai bên đường thì nhà cửa người ta cũng rất là ít nha. Đường này là giống như để người ta đi tới đi lui để vận chuyển thôi. Còn như định cư ở thì cũng hơi vắng. Ở đây người ta kêu bán đất nè, cấm bảng bán đất luôn. Ở đây mua đất ở đây nghỉ dưỡng được nè. Ai mua đất ở đây làm nhà vườn nghỉ dưỡng rồi xong đi xuống khu du lịch chơi. Lâu lâu thứ bảy chủ nhật chạy về đây chơi. Thì có nhà có cửa đâu nghỉ ngơi lại, chơi vài ngày là quanh trở lên. Tới cái bảng phía trước là tới địa phận của xã Tân Điền nha. Bảng này là xã nông thôn mới, xã Tân Điền, vô địa phận của xã Tân Điền nè. Trung tâm văn hóa thể thao. Qua luôn, còn 4-5 giây nữa qua chắc kịp. Quẹo xuống đây là vô chợ Tân Điền. Đây là trường tiểu học nè, khu vực này rất là đông đúc luôn á. Ở đây là ngay chợ Tân Điền nè. Bên tay phải mình là ngay chợ Tân Điền. Chợ khu vực này có cái chợ này lớn nhất nè. Chợ này bán cá buổi chiều. Buổi sáng người ta bán rất là đông. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha anh chị và cô chú. Hẹn anh chị và cô chú gặp lại những cái video tiếp theo nha.